16 inch với bàn phím kiểu mới, giá từ 55,6 triệu đồng, Apple đã chính thức trình làng MacBook Pro 16 inch để thay thế cho phiên bản MacBook Pro 15 inch trước đây, không chỉ trang bị màn hình lớn hơn, MacBook Pro 16 inch còn được trang bị cấu hình mạnh mẽ hơn cùng nhiều tính năng mới, một trong những cải tiến được người dùng Apple trông đợi nhất, đó là Apple đã thay thế bàn phím cánh bướm trên các phiên bản MacBook trước đây với kiểu bàn phím mới, có độ gõ sâu hơn, êm ái và im lặng hơn khi gõ phím phía trên bàn phím vẫn là thay tót ba cảm ứng và cảm biến vân tay nằm ở phía bên phải. Không chỉ có màn hình lớn hơn, MacBook Pro 16 inch dày hơn 0,7mm so với MacBook Pro 15 inch. Điều này sẽ có giúp sản phẩm tản nhiệt tốt hơn, dù sở hữu màn hình 16 inch, nhưng kích thước tổng thể của MacBook Pro thế hệ mới vẫn tương đương phiên bản 15 inch ra mắt năm ngoái. Nhờ giảm độ dày của viên màn hình, Apple cũng đã nâng cấp cấu hình bên trong của sản phẩm, khi trang bị cho MacBook Pro 16 inch bộ vi xử lý Intel thế hệ thứ 9 với tùy chọn Core i7 6 lõi xử lý hoặc Core i9 8 lõi xử lý, đi kèm bộ nhớ RAM 16GB chuẩn DDR4, xung nhịp tối đa 2666MHz, và có thể tùy chọn bộ nhớ RAM tối đa lên đến 64GB. MacBook Pro 16 inch sẽ bắt đầu được bán ra vào ngày 15 tháng 11 này, với mức giá khởi điểm 2.399 đô la Mỹ, tương đương 55,6 triệu đồng, cho phiên bản thấp nhất, 2.799 đô la Mỹ, 64,9 triệu đồng, cho phiên bản tầm trung phiên bản cao cấp nhất. Với bộ vi xử lý Core i9, bộ nhớ RAM 64GB sẽ có mức giá lên đến 6.099 Mỹ, tương đương 141,5 triệu đồng.